Xin chào bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với video tiếp theo trên kênh Miền Núi Tây Bắc của Lượng. Các bạn ạ, hiện tại thì Lượng đang có mặt tại chợ đêm Tùa Chùa của trung tâm huyện Tùa Chùa, tỉnh Điện Biên nhé các bạn nhé. Ngày hôm nay thì mình đưa các bạn đi khám phá chợ đêm ở trên này, họ có các mặt hàng gì để bán nhé các bạn nhé. Theo mình tìm hiểu, chợ đêm ở đây thì họ có rất là nhiều điều thú vị này các bạn. Những chương trình tiết mục văn nghệ này và khu vực ẩm thực này các bạn. Và đặc biệt ở đây có rất là nhiều thảo dược và đặc sản họ bán ban đêm nhé các bạn nhé. Đây, bây giờ mình mời các bạn cùng mình khám phá cái chợ đêm ở đây nhá các bạn nhá. Mời các bạn đồng hành cùng mình. Các bạn ơi, mình vừa di chuyển vào khu vực bán những cái mặt hàng đặc sản và dược liệu quý và những cái mặt hàng nông sản ở chợ đêm này các bạn nhá. Ngay trước mặt mình đây thì thấy họ bán những cái hoa chuối này các bạn. Đó. Ở đây là chuối hột rừng các bạn. Chào anh nhá. Trong này là cái gì đấy anh? Cái gì ạ? Cái gì khô ạ? Làm thuốc ạ? Không hiểu anh nói cái gì cơ. Cái này dùng để thuốc chữa bệnh gì ạ? Mang về nấu rượu. Mang về nấu rượu ạ? Cảm ơn anh nhá. Đây này, cái đây là những cái cây bổ máu này các bạn. Cây bổ máu họ băm ra phơi khô này các bạn. Đấy. Cái này mang về dùng đun nước hoặc là ngâm rượu này các bạn. Đây các bạn, là những cái cây bổ máu này rất tốt cho bác nào máu xấu này đó. Với lại những người gầy gò say sóm yếu muốn tăng cân mang về đun nước uống này các bạn. Đó. Thơm lắm các bạn. Đây là chuối hột rừng này các bạn. Cái này giống loại nhỏ các bạn, giống này chuối mật đấy các bạn. Đây, những cái cây bổ máu khô này các bạn đó. Ai nhu cầu mua thì alo cho mình nhá. Cái bổ máu khô này thì người dân họ thái ra phơi nắng nhá các bạn nhá. Đây, những cái đường chỉ máu này đó. Cái này rất là tốt luôn. Đây, chuối hột rừng cả quả này. Mang về ngâm rượu để chữa sỏi thận rất là tốt các bạn nhé. Bác nào mà bị sỏi thận mang về đun nước uống hoặc là ngâm rượu đó. Còn đây là cái lá đắng đúng không ạ? Lá không, gọi là lá không kìa đấy ạ. Mang về nấu canh ăn nhờ. Cái này nấu canh ăn ngon lắm các bạn. Ở đây thì mình thấy họ bán một ít mật ong này các bạn. Đó, mật ong núi đá này các bạn. Đó. Hôm nay họ vừa tìm về đấy các bạn. Đây là chai mật ong họ đã vắt này, các bạn. Vắt lọc sạch nhé các bạn nhé. Đó, mật ong nguyên chất 100% đấy. Ai có nhu cầu mua mật ong thì alo cho mình nhá, để mình đi chợ phiên lấy gửi cho các bạn. Đây, các bạn mật ong này. Đây là cái lõi cây đao ở trên rừng các bạn mang về nấu canh nhá các bạn nhá. Cái này nấu canh ăn ngon lắm các bạn. Phiên chợ của người Mông Đỏ có rất là nhiều những cái mặt hàng đặc sản thảo dược các bạn. Đây các bạn, đây là cái sáp ong này các bạn. Sáp ong có cả con nhá. Cái này mang về ngâm rượu. Đó, ngâm rượu uống nó ngọt thơm lắm. Đây, còn đây các bạn này. Cái này là mật ong khoái hay mật ong đá đấy ạ? Mật ong đá này các bạn, mật ong núi đá này các bạn. Đấy, xem chút nhá, mật ong nguyên chất đấy các bạn. Đây, nguyên chất 100% luôn các bạn. Đây các bạn, mật ong nguyên chất 100% này các bạn. Đó. Cái này mang về vắt. Đó. Ai có nhu cầu mua mật ong ấy thì mình liên hệ cho mình nhá, để mình đặt người dân lấy trên rừng về. Đó, lấy gửi cho các bạn. Mình nếm thử. Rất là ngon luôn các bạn. Đặc, mật này đặc ngon, ngọt lắm các bạn. Wow, đây có cái củ bảy lá mật hoa này các bạn. Rất là lớn các bạn nhé. Các bạn, củ này thì mỗi một mắt này là một năm các bạn. Đấy. Nó phải rơi vào tầm trên chục năm rồi các bạn. Củ này nó rất là tốt nha các bạn, dùng để chữa dạ dày này các bạn, chữa khớp mà. Và ngăn ngừa phòng chống ung thư nha các bạn nhé. Ở bên này thì mình thấy có những cái củ tắc kè đá các bạn ạ. Đây các bạn, đây là những cái củ tắc kè đá này các bạn, dùng để đun nước uống hoặc là ngâm rượu để chữa xương khớp nha các bạn nhé. Còn đây là tắc kè đá phơi khô. Đó. Đây có cái quả dứa rừng này các bạn, quả dứa dại ấy. Đấy, cái này mang về đun nước uống các bạn ạ. Băm phơi khô ra đun nước uống dùng để chữa những cái bệnh sỏi thận các bạn nhé. Ai mà sỏi thận, thận hư, thận yếu sử dụng cái này rất là tốt luôn. Chào anh cho em hỏi đây cái lá gì đấy anh ơi? Rau sống à? Rau dại ở trên rừng đúng không? Mang về làm rau sống, ăn sống các bạn. Đây là cây húng rừng này các bạn, cái này rất là thơm nha các bạn nhé. Cái này mang về pha nước thơm, các bạn pha nước chấm này hoặc là làm tiếp canh đó, và chứa những cái bụng bệnh chứa bụng này các bạn, ai mà bị chứng bụng đầy hơi sử dụng cái này rất là tốt nha các bạn nhé. Bằng vò ra pha nước nóng uống các bạn ạ. Các bạn ơi, ở đây thì mình thấy họ bán những cái bó sâm cau rừng này các bạn, sâm cau đỏ Tây Bắc nhé các bạn nhé.
này người Mông họ lấy trên rừng rồi các bạn. Cái này thì kiểu là họ lấy từ chiều rồi, họ mang ra chợ từ chiều nó mới khô ấy các bạn. Cái này các bạn rửa sạch đi, nó lại màu đỏ nhá các bạn nhá. Đấy. Cái này ngâm xuống nước thì nó màu đỏ, các bạn chỉ cần về rửa qua thôi là nó sẽ trở thành màu đỏ như bình thường. Cái này mang về ngâm rượu để rất là tốt cho sinh lý các bạn nhé. Bác nào mà bị yếu thì ngâm cái này rất là tốt luôn. Đó. Dùng để chữa đau lưng mỏi gối này các bạn. Đó. Chị em nào mà kinh nguyệt không đều sử dụng này rất là tốt nha các bạn nhé. Ai nhu cầu mua thì alo cho mình nhá. Cái này là củ tuấn khuẩn à? À, tuấn khuẩn, của tuấn khuẩn dùng để tăng cường sinh lực các bạn. Cái này thì họ lọc hết cái vỏ rồi. Cái vỏ nó có lông ấy, cái này không tốt thì phải bỏ hết cái lớp lông của nó đi nha các bạn nhé. Chào cô nhá. Cái này mình đào trên rừng về à? Bạc kích nhưng mà lấy trên rừng đúng không ạ? Bạc kích rừng này các bạn. Cái giống này là bạc kích núi đá đấy các bạn. Nó không như kiểu bạc kích Quảng Ninh và những cái bạc kích mình hay quay đâu. Cái giống này uống thì nó hơi chát hơn một chút này, dùng để tăng cường sinh lực nha các bạn nhé. Còn đây là sâm tiên mao này các bạn, nó dùng để chữa sinh lý này các bạn. Đấy, nhưng bác nào mà bị yếu thì sử dụng cái sâm tiên mao này rất là tốt luôn nha các bạn nhé. Cái này mang về ngâm rượu hoặc là đun nước uống các bạn ạ. Đó. Ai nhu cầu mua sâm tiên mao này mang về ngâm rượu đun nước uống alo mình nhá. Cái giống này nó thơm lắm bạn. Đây các bạn, đây mình thấy con cu ly này các bạn. Ở trên vùng cao mình hay còn gọi là con khỉ gió đấy các bạn. Đó. Con này đẹp lắm các bạn, mang về nuôi chơi thì quá là tuyệt vời luôn. Cái này người dân thấy trên rừng ấy. Đó, bắt dòng mang mà ra chợ phiên để bán đấy các bạn. À, đẹp thật đấy. Đấy. Nó bò lên này. À, các bạn ơi, ở đây thì mình thấy có rất là nhiều điều thú vị nha các bạn nhá. Ở đây mình thấy có cái móng gấu này các bạn. Đó. Cái móng gấu này. Đó, có cả lông luôn nha các bạn nhá. Cái này móng cái. Đó. Đây là những cái nanh lợn rừng này các bạn. Còn đây là những cái mật nhím, à, dạ dày nhím này chứa dạ dày các bạn nhá. Còn này bạc kích tím đấy các bạn. Còn đây là kỳ từ đỏ này. Đó. Còn đây là cái con bồ củi này các bạn, dùng để tăng cường sinh lực đấy các bạn. Mang về ngâm rượu nha các bạn nhé. Còn đây là hạt sang dùng để chứa dạ dày này các bạn. Các bạn tách hết cái lông này đi nhá. Tách hết cái lông này đi xong là lấy cái lõi bên trong thôi. Mang về uống như kiểu là uống thuốc tây các bạn. Đó, sử dụng rất là tốt luôn. Hoặc là các bạn có thể lấy cái loại mình đã tách rồi nha các bạn nhé. Đây các bạn, ở đây mình thấy họ bán rất là nhiều chuối hột rừng này, mang về để ngâm rượu nha các bạn nhé. Đó. Còn đây là sâm đất các bạn, hay gọi đinh lăng rừng, cái này mang về đun nước uống. Đó. Hoặc là hầm xương, hầm gà. Thơm lắm các bạn, thơm rất là mát nhá các bạn, dùng để chữa bệnh gan và dạ dày. Cái bệnh liên quan đến gan và dạ dày rất là tốt luôn các bạn nhé. Đó, cái này là hà thủ ô này các bạn. Hà thủ ô tím đúng không ạ? Hà thủ ô tím dùng để và thứ đỏ dùng để chữa tóc bạc các bạn. Đây là những cái củ tam thất tươi này các bạn. Đó. Tam thất tươi mang về ngâm rượu hoặc là đun nước uống, hầm gà, hầm xương đều hết các bạn nhé. Cái này rất là nhiều công dụng các bạn ơi, dùng để chữa dạ dày này các bạn, ngăn ngừa phòng chống ung thư này các bạn, chữa xương khớp các bạn nhé. Còn cái này là cái nghệ đen đúng không ạ? Nghệ đen các bạn. Nghệ tím. Nghệ tím. dùng để chữa dạ dày, mang về ngâm mật ong nhỉ? Vâng, cái này mang về ngâm mật ong này các bạn. Chào chị nhá, cho em quay chút. Này là những cái củ sâm đương quy này các bạn. Cái này mấy củ một cân đấy chị ơi? Hai củ một cân cả lá này nha các bạn nhá. Cái này mang về ngâm rượu các bạn ạ. Ngâm rượu cả lá này nó đẹp lắm, thơm lắm. Cái này thì dùng để chữa bệnh xương khớp này các bạn, nó tăng cường hệ miễn dịch này các bạn. Đó. Anh nhu cầu mua sâm đương quy alo cho mình nhá. Để mình lấy tại chợ phiên gửi cho các bạn. Đây là hàm lợn rừng đúng không ạ? Chụp cái hàm lợn rừng này to thật các bạn ạ. Con này chắc phải già lắm ấy. Tuyệt thật. Hơn chục năm. Hơn chục năm ạ. Hơn chục năm. Tuyệt thật này. Nguyên hàm lợn rừng luôn. Nguyên hàm lợn rừng to này cơ mà. Dạ. Chụp cái nành. Nành nó đều đẹp nhỉ. Hơn 3 tạ. Hơn 3 tạ vừa. Vâng. Chụp to thật. Các bạn đây mình thấy có cái đẳng sâm này các bạn. Họ bán rất là nhiều đẳng sâm tại khu vực này các bạn nhé. Cái này mang về ngâm rượu hoặc là đun nước uống. Này. Cái này thuộc dạng sâm dây nhé các bạn nhé. Đây là nó chỉ cái giống này chỉ một dây duy nhất thôi các bạn. Cái này mang về đun nước uống hoặc là ngâm rượu, cái này nó mát lắm các bạn. Cái này tốt cho tim mạch này, điều hòa huyết áp này các bạn. Tăng cường hệ miễn dịch này các bạn. Đó. Ai nhu cầu mua cái này thì alo cho mình nhá. Các bạn ơi, đi vào trong này thì thấy mấy bà cô người Mông họ cũng bán rất là nhiều đồ rừng các bạn. Đó. Cái loại sâm cau này rồi là tắc kè đá này các bạn và suối hột rừng. Đó.
cái kiểu là họ ở trên rừng họ tìm được cái loại nào họ mang ra chợ phiên để bán để kiếm thêm thu nhập với các bạn. À, khu này thấy có một ít mật ong. Cái này mật ong khoái hay mật ong núi đá? Mật ong núi đá. Cái này mình lấy về lâu chưa ạ? Vừa lấy rồi. À, hôm kia lấy rồi. Kia vừa lấy. Ây da, cái này nhậu nhiều thật. Cái này mang về ngâm rượu. Ừ. Chuẩn 100% ấy nhỉ? Nấu rượu cho vào chỗ cái này nhiều nhiều. Cái này ngâm rượu. Ừ. Cái này chuẩn 100% chứ? Chuẩn chứ? Ngon lắm. Chuẩn mật rừng chứ? Mật chuẩn mà. À. Chuẩn 100% luôn đó. Ăn thơm ngon luôn mà. Có cái mật kia không thơm đâu. Cái này mang về vắt. Đúng rồi. Mật này vắt, còn cái này để ngâm rượu. Đây là rượu hoặc ăn cũng được, mình cho một cái màng cũng được. Có một cái màng này cho cái màng muối, cho cái màng muối vào. Vắt nó phải lọc đi, lọc hết sáp đi. Ở đấy đấy. Ờ. Nó nấu lên. À đấy, cái này cái nhộng nó mang về rang ăn được mà. Ừ. Không, cái này muốn lấy nhộng là phải nấu lên, nấu lên nó chảy cái sáp ra. Đúng rồi. Em chào chị gái nhá. Chúc chị bán đắt hàng. Cho em có hỏi cái này củ gì đấy ạ? À củ bình vôi dùng. À chúng để chứa dạ dày đúng không? Vâng. À, chưa mất ngủ à? À, còn cái này là cái hạt gì đấy ạ? Cái này là đỗ dạ dày. À, đố gì ạ? À, để chữa bệnh dạ dày à? Mình mang về đun nước uống hay là uống như kiểu thuốc tây à? Cái này mình nướng lên xong đập vỏ ra để ăn. Nướng lên đập vỏ để ăn. Đó. Đập cái vỏ để ăn. Ừ, vâng, cảm ơn chị nhá. Còn đây là cái gì đấy ạ? À, ngọc cẩu phơi khô dùng để bổ thận tráng dương các bạn. Vâng. Các bạn ơi, mình đi vào bên trong này thấy có gian hàng bán rất là nhiều điều thú vị cho các bạn nhá. Đây. Đây là cái nanh lợn rừng này các bạn, dùng để bọc bạc và đeo này. Và bạn đeo làm phong thủy rất tốt nhá các bạn nhá. Đây những cái vòng này làm từ ngà voi này các bạn. Đó. Những cái mặt Phật này họ cũng khắc từ những cái xương động vật này các bạn nhá. Để da hổ này các bạn. Còn đây là móng gấu nhá các bạn nhá. Đó, mang về bọc bạc vào để đeo rất là tốt nhá các bạn nhá. Đó. Cái móng gấu này các bạn. Đó. Bọc bạc và đeo để trừ tà các bạn. Cái đồ này mang về bọc bạc để đeo cho cái này đấy, để trừ tà rất là tốt các bạn nhé. Còn đây là cây thuốc để chữa đau xương khớp này các bạn. Đó. Rất là nhiều điều thú vị các bạn. Ở trong này thì có cây sâm ngọc linh các bạn nhé. Sâm ngọc linh nó rất là tốt này, chữa bệnh ung thư này các bạn. Đó, ngăn ngừa phòng chống ung thư, chữa dạ dày này các bạn, tăng cường sức đề kháng các bạn. Còn đây là cái mật gấu này các bạn. Cái mật gấu nó rất là tốt các bạn nhé. Đó, nếu mà các bạn bị những cái bệnh xương khớp ấy mà phải pha nước uống rất là tốt, hàng ngâm rượu. Đó, cái này nói chung là rất là nhiều công dụng luôn các bạn. Cái này là cây củ. Cái này là cái cái này là mú tần các bạn, mang về ngâm rượu các bạn. Đó. Tốt cho sinh lý nha các bạn nhá. Còn đây là cái nấm lim xanh này, nấm lim xanh rừng các bạn. Cái này mang về chữa dạ dày rất là tốt nha các bạn nhé. Chữa dạ dày, chữa gan. Các bạn nào mà gan nhiễm mỡ, gan nhiễm máu sử dụng cái này rất là tốt. Hoặc là mỡ nhiễm máu này sử dụng cái này nha các bạn nhé. Giải độc gan này các bạn. Đó. Ai nhu cầu mua thì alo cho mình nhá. À, cho cháu hỏi chút, đây là cái nanh gì đấy hay răng gì đấy? Cái đĩa đinh lợn. À, nanh lợn. Nó hạt trên, nó hạt dưới. À. Nành lợn. À, nành lợn rừng ấy ạ. À, hàm trên. À, đây là hàm dưới này các bạn. Đó. Này bọc bạc phải đeo nhỉ. Ờ. À, các bạn ơi, họ sẽ ngủ tại chợ phiên này luôn nhá các bạn nhá. Để mai bán hàng ấy, họ đi từ chiều các bạn. Đó, từ trong những cái bản làng xa xôi ra để bán hàng phải ngủ tại chợ này các bạn.